Hi, xin chào tất cả các bạn, anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Là đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và mình xin phép được giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe Honda AB. Đây là chiếc xe Honda AB 125 đời cuối 2014. Màu trắng, xám, đen. Và xe này là một cái loại xe rất là bền. Rất là bền, xe này rất là bền. Chẳng những xe này rất là bền mà xe này còn rất là chạy nó rất là bốc các bạn. Chạy đường trường nó rất là ngon và cảm giác nó đi rất là đã, đi về quê đi xa gì rất là tiện dụng. Bởi vì em nói là 125 mà cái thùng nó to, đựng đồ sướng, chạy mạnh, khỏe. Em này biển số cũng dễ coi nữa, 59N1 57474 số cặp luôn. Và với một chiếc xe Honda AB 125 đời cuối 2014 còn khá là sạch và đẹp như thế này, thì mình mong muốn bán chiếc xe AB này với giá là 26 triệu nha các bạn. Xe chính chủ luôn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều.